Nhà đất Thị Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadatthihung.com. Xin kính chào toàn thể các anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em tiếp tục gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà phố chính chủ xây ở với diện tích ngang 4m3, độ dài 18m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Một căn nhà mặt tiền ngay chợ nha quý vị, kinh doanh buôn bán sầm uất, và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Một căn nhà thiết kế theo kiến trúc kiểu Pháp rất đẹp và lung linh. Nhà chủ xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có khu vực sân đậu xe hơi xe máy, phòng khách, phòng bếp, hai phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt phòng thờ và 6 phòng vệ sinh. Hướng nhà là hướng đông, phù hợp với đại gia đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và quý chị sẽ cùng tham quan con đường mặt tiền trước nhà nha quý vị. Đây là một con đường mặt tiền đường nha, thuộc đường nhánh của đường Lê Văn Thọ và Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chợ luôn nha quý vị. Đường mặt tiền chợ, kinh doanh buôn bán sầm uất. Khu này buôn bán phải nói là tuyệt vời, phù hợp đại đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty, cho thuê kinh doanh buôn bán làm văn phòng công ty. Đường trước nhà 12m thông, đường kinh doanh, khu sầm uất và buôn bán rất là nhộn nhịp. Khu này rất là đẹp nha quý vị. Và căn nhà này gia chủ đang kẹt tiền, giảm giá 1 tỷ bán gấp cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ Huy Hùng chào bán chỉ còn 10 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng thêm với anh chị chủ nhà. Nhà mới sổ hồng riêng cầm tay, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Quý anh chị quan tâm có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Xem thêm nhiều nhà khác, quý anh chị có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage hoặc website Nhà đất Thị Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và website nhadatthihung.com để xem thêm nhiều những mẫu mã nhà đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Quý anh chị đang tìm một căn nhà mặt tiền đường để vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, làm văn phòng công ty, cho thuê, làm showroom spa, thì đây là một căn nhà phải nói là quá phù hợp luôn cho quý anh chị nào đang tìm nhà mặt tiền để ở và kinh doanh buôn bán. Nhà này thì gia chủ đang kinh doanh rất là tốt nha quý vị. Một tháng anh thu nhập khoảng tầm 30 triệu đồng tiền kinh doanh tại dưới khu vực sảnh, khu vực sân này và khu vực không gian phòng khách. Nhà thì có sân đậu xe hơi khoảng chừng 5m rưỡi, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ. Và trước khi di chuyển vào bên trong căn nhà thì Hùng sẽ quay lại mặt tiền, và bên ngoài có một lớp cửa cuốn bên ngoài, cổng thì ốp đá. Bên trong đây là khoảng sân đậu xe hơi 5m. Khoảng sân này thì gia chủ đang bây giờ thì gia chủ đang làm khu vực để kinh doanh nha quý vị. Video này thì Hùng quay cách đây cũng khá lâu rồi, khi mà nhà chưa về ở, và khi đó thì vừa xây xong nha. Căn nhà này chủ xây ở nha quý vị, nên là rất là chắc chắn và kiên cố. Quý anh chị đang tìm nhà trên trục đường Lê Văn Thọ, khu vực phường 14, mặt tiền đường, thì hãy đi xem căn nhà này, căn nhà rất là đẹp. Bên trong đây là khu vực không gian phòng khách, nhà thì có tới 2 phòng khách, ở đây thì có một lớp cửa nhôm xin pha. Khi mua thì toàn bộ nội thất bên trong gia chủ sẽ tặng lại, chỉ mang đi mấy cái giường thôi nha quý vị, mấy cái giường là đồ kỷ niệm nên anh sẽ mang đi. Tặng lại hết nội thất gỗ đỏ như là bàn ghế gỗ đỏ, khu vực bàn ăn, sofa, máy lạnh, tủ bếp trên dưới và nhiều nội thất trang trí khác nhau sẽ được chủ nhà tặng lại hết khi mua. Và với giá bán gia chủ đang chào bán là 10 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị đang tìm nhà mặt tiền đường để ở buôn bán kinh doanh và làm văn phòng công ty thì đừng nên bỏ qua căn nhà này, một căn nhà hướng đông, hướng chính đông nha quý vị, phù hợp cho đại gia đình chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và quý anh chị nhìn này, khu vực bên trên là trần thạch cao với đèn chiếu sáng này. Nhà này có lửng nên không gian bên trong rất là thoáng nha. Nhà xây ở vô cùng chắc chắn và kiên cố, không có một vết nứt luôn nha quý vị. Rất là yên tâm về kết cấu cũng như là chất lượng công trình. Một căn nhà mặt tiền đường, mặt tiền chợ luôn nha quý vị, phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa kinh doanh. Một căn nhà rất là đẹp. Phía dưới sàn thì gia chủ có đổ bê tông và ốp gạch 1m2, hai bên tường ốp gạch lên cao 1m2. Đây là không gian bên trong căn nhà, không gian ở phòng khách chứ tầng trệt nhé. Ở đây thì có một bộ bàn ghế gỗ đỏ, gia chủ sẽ tặng kèm cho quý anh chị khi mua.
nhà mặt tiền mà giá bán chỉ hơn nhà trong, không bằng nhà trong hẻm luôn nha quý vị. Mấy căn nhà hùng quay trước đây thì mấy căn nhà trong hẻm nó cũng rao bán tới 10 tỷ rưỡi rồi, và đây là một căn mặt tiền chợ luôn, buôn bán kinh doanh sầm uất mà giá bán chỉ có 10 tỷ 500, một giá bán phải nói là quá hời cho những quý anh chị nào mà biết giá khu vực quận Gò Vấp. Quý anh chị có quan tâm đến xem và mua thì mua căn nhà này đảm bảo mua xong là chúng ta có lời ngay 1 tỷ. Do gia chủ kẹt tiền chuyển đi làm ăn nơi khác nên cần bán lại với giá vô cùng mềm. Trước đây thì căn nhà này chào bán với giá là 11 tỷ rưỡi lên nha quý vị. Giá trước đây thì chào bán với giá 11 tỷ rưỡi. Nay kẹt tiền anh ấy giảm giá xuống 1 tỷ, giảm giá đúng xuống 1 tỷ luôn. Để cho quý anh chị nào cảm thấy căn nhà này phù hợp thì có thể mua. Và bên trong không gian bếp thì có bàn ăn 6 ghế này, có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ đỏ nha, mặt đá bếp màu đen, có khu vực để tủ lạnh 2 cánh. Khu bếp thì có bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát, và hai bên tường khu vực bếp thì có treo tranh, ốp gạch, và phía trên trần thì có ốp nhựa đấy nha quý vị. Phía sau nhà là khoảng giếng trời, sân rửa và vệ sinh ở cuối nhà. Nhà này thì có tới 6 phòng vệ sinh nha, tầng lửng cũng có vệ sinh luôn nha quý vị. Đây là khu vực giếng trời và sân rửa bên ngoài này. Khu vực giếng trời thì gia chủ có rào chắn và ốp gạch rất là sạch sẽ. Đây là giếng trời ở cuối nhà. Nhà thiết kế với hai giếng trời, một giếng trời ở cuối nhà và một giếng trời ở giữa nhà nha quý vị. Phòng vệ sinh dưới tầng trệt thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài. Một không gian rất tuyệt vời nha quý vị. Một căn nhà mặt tiền đường với diện tích ngang 4m3, độ dài là 18m và diện tích xây dựng là ngang 4m3, độ dài 12m rưỡi. Do nhà mặt tiền đường nên chúng ta chỉ được xây dựng 12m rưỡi thôi nha quý vị. Diện tích công nhận sân số là 53m2. Trên tầng lửng sẽ là không gian phòng khách, thì gia chủ có ốp nhựa trang trí, rồi có cửa kính cường lực 10 ly cách âm, có vệ sinh trong, có tủ rượu, tủ kệ để đồ, sofa, chạy hình trang trí, máy lạnh. Đây là không gian phòng khách này, phòng khách trên tầng lửng nha. Nếu gia đình chúng ta có xe hơi thì quý anh chị có thể sử dụng khu vực này làm phòng khách, còn cái ngoài sân bên ngoài 5m rưỡi thì quý anh chị có thể để buôn bán nha quý vị. Đây là không gian tầng lửng phòng khách. Phòng khách thì có vệ sinh luôn, rất là thuận tiện cho quý anh chị tiếp khách ở trên này. Phòng vệ sinh và giếng trời. Nhà này có tới 6 phòng vệ sinh cũng như là phòng giặt, phòng thờ nha. Khu vực không gian phòng vệ sinh tầng lửng thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm sân thuyền và vòi tắm hoa sen. Cửa phòng vệ sinh thì gia chủ sử dụng hoàn toàn là cửa gỗ cam xe, cửa nhôm xin pha nha. Và hệ thống tủ kệ, tủ bếp, tay vịn, cầu thang, cửa ra vào các phòng ngủ đều sử dụng gỗ đỏ, rất là tuyệt vời. Theo chân Hùng, quý anh chị sẽ cùng Hùng di chuyển cầu thang lên không gian các phòng ngủ. Nhà thì có 4 phòng ngủ, cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen với tay vịn gỗ đỏ và lan can kính cường lực 10 ly. Khu vực cầu thang thì có ốp nhựa và hai bên tường khu vực sảnh cầu thang cũng ốp nhựa nhé. Cầu thang ốp đá hoa cương rất là mắc tiền. Phía trên lầu, lầu 1 này thì chúng ta sẽ có 2 phòng, phòng trước và sau. Cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa gỗ đỏ. Và phòng ngủ thì cũng có ốp giả gỗ lên cao khoảng chừng 1m2, có tủ kệ tivi, có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía trước là cửa ra ban công, ngoài ban công thì lan can bằng nhôm đúc. Ở đây thì có máy lạnh này, có trần thạch cao và có màn rèm cửa đã được gia chủ trang bị sẵn rồi. Nhà còn rất mới nha quý vị, mới tinh luôn. Quý anh chị mua về thì chỉ việc dọn dẹp là về ở được thôi. Gia chủ sẽ mang đi một số cái giường này nha quý vị. Vì đây là giường đóng, giường kỷ niệm của gia đình nên là anh sẽ mang đi một số giường. Còn tủ áo, máy lạnh và nhiều đồ trang trí khác sẽ để lại cho quý anh chị nào mua nhà. Một căn nhà đẹp, nhà mặt tiền, phù hợp vừa ở vừa làm văn phòng công ty, cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa, mặt tiền đường mà đặc biệt nó còn ngay chợ đấy nha quý vị. Với giá bán gia chủ đang rao bán tương đối mềm. Theo Hùng thì rất là mềm luôn nha quý vị. Cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bán chỉ có 10 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng thêm.
Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh quan tâm căn này thì có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem, mua nhà và hỗ trợ quý anh chị vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà khi mua. Ngoài ra thì còn hỗ trợ quý anh chị thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Khu vực vệ sinh có từng phòng thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi và quạt hút mùi. Phòng vệ sinh thì sử dụng cửa nhôm xin pha. Phía sau sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì quý anh chị thấy này, có giường ngủ, tủ áo đụng trần, máy lạnh tặng kèm. Máy lạnh này là hoàn toàn là máy lạnh Daikin hết nha quý vị. Với giường ngủ, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, tủ để đồ. Và phía trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Phía sau là vệ sinh và giếng trời. Nhà thì có 4 phòng, một khu vực sân đậu xe hơi, 2 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng giặt, 1 phòng thờ và sân thượng trước và sau. Với hướng nhà là hướng đông, đang phù hợp cho quý anh chị, thiện chí hợp phong thủy là đông tứ trạch. Thì quý anh chị, những vị khách hàng quan tâm căn này thì hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem, tham quan, chọn lựa và mua nhà với giá cực kỳ tốt, giá rất là ưu đãi luôn nha quý vị. Giá này là một căn nhà mặt tiền mà giá bán rất là mềm, giá bán không bằng một căn nhà trong hẻm luôn nha quý vị. Đặc biệt là căn nhà này, Hùng xin nhắc lại mọi người, nó là mặt tiền chợ nha, mặt tiền chợ luôn nha quý vị. Đây là không gian hai phòng ngủ bên trên, phòng ngủ số 3 và số 4. Thì các phòng ngủ tương đối giống nhau, trang trí cũng rất là đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm. Và giá bán thì rất là rẻ. Quý anh chị nào tìm mua nhà mà thấy căn này thì có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để Hùng dẫn mọi người đi xem, tham quan và chọn ngay căn nhà đẹp này nha quý vị. Một căn nhà đầy đủ nội thất, gia chủ chỉ mang đi mấy cái giường thôi. Rồi lên trên bên trên này, chúng ta sẽ đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Xem thêm nhiều nhà khác có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà Đất Huy Hùng Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12, hoặc website nhadathuyhung.com. Ngoài ra thì quý anh chị có thể đăng ký kênh YouTube của mình Hùng là Nhà Đất Huy Hùng Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình để liên tục được cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm nhà bán mới đẹp nhất bên mình sẽ quay trực tiếp và đăng lên kênh YouTube hàng ngày. Và ngoài ra thì kênh Fanpage thì Hùng cũng đăng liên tục nha quý vị. Quý anh chị quan tâm thì có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, những sản phẩm nhà mới đẹp, giá cả hợp lý và chính chủ cũng như giá bán mềm cho quý anh chị chọn lựa cho mình một căn nhà phù hợp, rồi hãy gọi cho bên em để đi xem và sở hữu ngay. Khu vực sân thượng trước thì gia chủ trồng rất là nhiều cây xanh và phía ngoài thì có lan can bằng nhôm đúc này quý vị, có rào chắn xung quanh, có cầu thang leo lên trên mái luôn. Trên mái là bồn nước và máy năng lượng mặt trời và một số cục nóng máy lạnh nha. Phía đằng sau đây sẽ là phòng thờ và khu vực không gian phòng giặt đồ phía đằng sau. Đây là phòng thờ này, phòng thờ gia chủ ốp gạch khá đẹp nha quý vị. Đây là phòng thờ đây. Và ngoài đây sẽ là khu vực không gian phòng giặt đồ và sân phơi đồ. Giếng trời thì gia chủ làm khá cao cho nó thoáng để không khí nó xuống nhé. Khu vực giặt đồ thì có máy giặt, rồi vòi nước và phía trên lập mái nữa, rào chắn xung quanh. Một sản phẩm nhà rất đẹp, giá bán rất tốt, hãy gọi cho Hùng ngay để thương lượng trực tiếp với chủ nhà và sở hữu ngay nha quý vị. Giá bán này rất là tốt luôn, 10 tỷ 500 triệu đồng còn bớt cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Nhà Đất Huy Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.